Thân Lê mến chào các bạn. Trong video chia sẻ AutoCAD ngày hôm nay, Thân Lê sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện cái mô hình 3D. Hôm trước thì mình sẽ để cái đường link. Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn vẽ cái mô hình này rồi. Đây, cái mô hình 3D này cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên mình chỉ ngay từ đầu cho các bạn biết kiểu cách để mình làm. Thì sau khi mình đã ra được cái mô hình này xong, mình đã chỉ cho các bạn chiếu xuất ra được những cái hình này. Đây là những cái hình chiếu mà mình chiếu ra được từ cái khối 3D đó. Được cho các bạn, đây là hình chiếu bằng top view, đây là mặt chiếu đứng, front view, còn đây là chiếu cảnh hướng nhìn từ bên phải nhìn qua bên trái, còn hình này là nhìn từ trái sang phải, chiếu từ trái sang phải thì ra được cái hình chiếu này. Bây giờ mình cần chiếu thêm cái hình chiếu trục đo, hình chiếu trong không gian thì như thế nào? Rồi, đó là cái mô hình nha. Các bạn nên xem từ đầu video này trước để mình hiểu cái kiểu cách triển khai cái mô hình, là sau đó mình ra được cái hình chiếu, rồi mình định dạng kích thước, mình ghi kích thước, ghi chữ như ra làm sao, rồi dàn trang định tỷ lệ, tức là mình chỉ cho các bạn, phải chỉ cho hết để cho các bạn nắm cái quy trình làm như vậy. Thì cho nên các bạn chịu khó xem lại cái video trước, mình để cái đường link ngay bên dưới cái mục mô tả của cái video này, các bạn click vào mục mô tả và sẽ thấy có cái đường link. Bạn xem cái video hôm trước mình đã dựng cái mô hình này rồi. Video này là mình hoàn thiện cái mô hình này bằng cách là mình đưa ra các cái hình chiếu xong rồi mình ghi chú kích thước lên, rồi mình dàn trang, mình định tỷ lệ ra làm sao. Đó là cái nhiệm vụ của cái bài học này. Hôm trước mình đã xuất được các cái hình chiếu thẳng góc rồi, bây giờ mình cần lấy những hình chiếu trục đo. Bạn muốn tư thế nào, bạn cứ nhấn giữ giữ đè giữ phím Shift á, đè giữ phím Shift kết hợp với giữ bánh xe, bạn di chuyển chuột là nó sẽ quay cái mô hình này. Đây, mình đang ở trong cái giao diện 2D thôi, tuy nhiên mình thao tác mình quay bằng cách là bạn giữ phím Shift, giữ bánh xe chuột kết hợp với di chuyển thì nó sẽ quay một cái mô hình, một cái view nhìn, một cái góc nhìn mà các bạn mong muốn, được chưa nào? Đây, giả sử mình mong muốn xuất ra cái hình chiếu trong không gian nó như thế này. Hình chiếu trong không gian, khi nói tới hình chiếu các bạn tưởng tượng nó nằm trên một cái mặt phẳng, nhưng mà mình chiếu để mình thấy được giống như mô phỏng cái hình vẽ 3D mà trên cái mặt phẳng vậy đó. Rồi, và nhập vào F L A Enter Rasor. Chú ý các bạn xài phiên bản CAD 2010 trở xuống chưa có lệnh này, chưa có lệnh này, các bạn sử dụng phiên bản cũ thì mình sẽ chỉ cho các bạn dùng cách khác để mình xuất ra, còn CAD 2011 12 trở đi mới có tính năng này nha các bạn, mới có cái lệnh F L A này. Rồi mình chọn chỗ này mình bỏ, không có cần xuất hiện nét đứt ra làm chi. Force Draw Line là nét thấy nha. Mình chọn cái màu cho nó mặc định màu trắng được rồi. Include Tangent Edges, tức là bao gồm cái đường tiếp giáp giữa phần thẳng và tròn đó, tiếp xúc đó. Rồi mình để mặc định luôn. Mặc định nó có chọn Show nha các bạn. Object Slide tức là cái nét nét đứt, cái nét quất. Bạn thể hiện ra thì rất rối. Trong tình huống này mình không thể hiện ra. Trình cái khi bạn chiếu thẳng góc thì bạn nên hiện nó ra, còn hình chiếu trong không gian thì không cần. Create thì nó xuất hiện cái hình tạng rõ các bạn luôn, bạn cứ click chuột trái. Có nhiều bạn xuất ra cái hình không nằm tạng rõ, nguyên nhân là như thế này, là do cái mô hình của các bạn vẽ xa cái trục tọa độ này. Mình đang vẽ ngay trục tọa độ luôn nè, các bạn thấy chưa? Cho nên nếu mà lỡ các bạn có vẽ xa cái trục tọa độ thì bạn đưa nó về trục tọa độ như sau. Đầu tiên mình giả sử cái mô hình này đơn giản này mình đang vẽ xa trục tọa độ nha, thì khi mà bạn chiếu tất nhiên là cái con trỏ của bạn nằm đây nè, cái hình nằm đây nè. Bây giờ mình đưa vào trục tọa độ bằng cách nhập định mô, chọn chọn cả cái mô hình luôn đó, enter, điểm đặt bất kỳ trên cái mô hình đó. Rồi, tắt cái F8 đi, bạn gõ vào là 0,0, enter là nó về trục tọa độ liền. Rồi, được chưa các bạn? Đó, cách đưa về trục tọa độ vậy đó. Trước khi các bạn dùng lệnh FLA, bạn nhớ nhập lệnh mô cái mô hình của các bạn cho nó về cái trục tọa độ không không để mình xuất ra, thì cái hình chiếu nó sẽ xuất hiện tại trỏ luôn. FLA Enter. Bạn chọn Insert a New Block, tức là xuất hiện ra tràn ra một như một cái khối tại trỏ vậy đó. Còn cái này nó xuất ra một cái file mới luôn. Bạn có thể không, cái này nó thay thế một cái block hiện hữu. Còn cái này là xuất ra một cái file mới nè. Export to a file nè, tức là xuất ra một cái file mới. Đây là đường dẫn để bạn lưu cái file đó. Cái file này chỉ có cái hình chiếu này thôi. Còn ở đây mình muốn xuất hiện ra cái lock cho nó nhanh. Rồi, create. Nó chuột cái chọn điểm chèn nha. Sau đó bạn gõ enter lần thứ nhất, enter lần thứ hai, enter lần thứ ba thì nó chèn ra. Rồi bạn chọn cái hình chiếu này. Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl X để cho nó cắt cái mô hình này, cho nó cắt cái hình chiếu này luôn. Ctrl X.
rồi bạn sang bạn khởi tạo file cách mới hoàn toàn, bạn chọn file new, rồi bạn chọn vô là cách iso .dkt mình có tạo lên, rồi bạn dán nó vô nha. Thì ở đây mình cho nó vào trong đây luôn, đây hôm trước mình đã làm rồi, file new cách iso thì ra được cái file này, rồi bạn mới dán vào, bạn về rồi dán vào. Đây là hình chiếu lúc đo, thì một lát nữa mình muốn nó in ra một cái bản vẽ riêng chỉ có cái này thôi. Còn bốn cái hình chiếu là thẳng góc này mình sẽ cho vào một trong trang giấy riêng. Bây giờ mình muốn thêm một cái view nhìn 3D nữa thì bạn trở lại cái mô hình 3D, bạn quay nhấn giữ phím shift và bánh xe di chuyển chuột. Chẳng hạn cái view nhìn tiếp theo mình muốn nhìn như thế này, mình muốn nhìn như thế này, rồi xong bạn chọn đúng cái tư thế các bạn cần nhìn, sau đó bạn nhập vào lệnh FLA Enter, nó đang nhớ những cái thiết lập trước đó, rồi mình cứ mặc định bằng create là xong. Lấy chuột trái Enter 3 lần, rồi xong, chọn cái mô hình Ctrl X, rồi bạn chuyển qua hình xuất 2D nè, file các bạn lưu trước đó, à không, đây, rồi nhấn Ctrl V, bạn dán nó vào, hai cái hình này mình sẽ in ra cùng một bản vẽ, cho nên mình sắp xếp sao để cho nó thuận lợi, được chưa các bạn? Rồi, bây giờ mình chỉ các bạn cái khâu còn lại để hoàn thiện cái bản vẽ này. Khâu còn lại là gì? Là bạn ghi cái thước, ghi chú chữ lên và cho nó vào trong cái khung giấy A3, rồi in xuất nó ra file PDF luôn. Rồi, đó là cái quy trình hoàn chỉnh luôn. Thứ nhất, các bạn phải định dạng cái thước và định dạng dim. Thì định dạng cái thước, định dạng dim, hướng dẫn dim cái thước mình hướng dẫn cũng khá nhiều trong kênh rồi. Ở đây mình làm nhanh lại, các bạn nào mà thấy chưa kịp các bạn cứ vào search trong kênh của mình đó, phần dim và kích thước nha. Tôi xin lỗi, phần dim và phần text. Rồi, giờ mình chỉ các bạn định dạng dim trước. D enter. Lấy ISO 25, click new. Rồi đặt tên. Mình cứ A cộng kích thước được rồi. A cộng để cho nó lên trên cùng. Rồi ok, continue. Đây line. Bạn lấy màu thôi. Được chưa nào, lấy màu xanh lá chẳng hạn, bạn cứ lấy cái màu, bạn chọn cái màu. Màu cho cái thước này nè. Một kiểu mũi tên, mình để mặc định. Cái giá trị này, các bạn sửa cho nó 2.5 ly, cho nó hở ra 2.5 ly. Fixed Length, Extension Line. Thì ở đây, mình tích chọn vào đây. Thì lát nữa các bạn nhập cái chiều dài của cái chân đêm vào đây. Cái chân đêm, cái đường cái thước á, cái đường giống á, bạn muốn nó dài bao nhiêu, bạn nhập vào đây. Chẳng hạn cái đường giống, cái mô hình của mình cao có khoảng, để mình nhớ cái mô hình của mình vẽ kích thước khoảng bao nhiêu để mình cho giá trị này cho phù hợp. Mình kiểm tra nha, để mình đo là cái mô hình của mình khoảng bao nhiêu, mình biết liền. Cái mô hình của mình nó cao có, ở đây là cm, tức là 12m thôi, khoảng 12m, nhưng mà bạn phải tương đối theo cái giá trị này nè, tương đối theo giá trị này nha. Chú ý bản vẽ của mình đang vẽ là đơn vị là cm. Cm. Bây giờ mình đưa nó về mili hết. Bây giờ bạn đưa như vậy về mili cho nó thống nhất theo định dạng dim test. Từ cm mà bạn về mili thì bạn scale lên bao nhiêu lần nè? 1 cm thì nó bằng 10 mili. Như vậy thì từ cm mà bạn muốn về mili thì bạn scale lên 10 lần. SC enter. Chọn hết nè. Enter, chọn điểm đặt, 10, Enter, xong. Thì toàn bộ cái mô hình của mình bây giờ là nó về đơn vị là cm hết rồi. Đây, cm rồi, là chiều cao này bây giờ nó bạn thấy nè, nó khoảng 12m á, 12.150 đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình cứ theo mili thôi cho nó dễ. Rồi, hôm trước cái mô hình mình đang vẽ theo mili, cm, đây, Enter. Chọn lại cái thước này. Modify, sửa, giờ mình đang chỉnh rồi, bây giờ mình vào đây mình phải sửa. Bạn vào trong cái tab line, cái chỗ này nè, chiều dài thật nè. Thì mình muốn cái chiều dài của cái chân đêm là dài là 300 hoặc là 400. Mình cho 400mm nha, 400mm. Tiếp tục, bạn qua bên cái kiểu mũi tên, đậm nhọn được rồi, không cần sửa. Text, bạn phải định dạng cho nó một cái kiểu text, text dim, new. Bạn click new đây nè, đặt tên cho nó, này là test chữ số kích thước á. Ok, cái phông đây mình đang lấy mặc định là Arial, bạn có thể lấy những cái phông mảnh á, bạn nên lấy phông mảnh. Thì có một cái phông mảnh mặc định trong CAD có là phông TST, đây TST.SX nè. Cái chỗ này bạn để là không, nhớ để bằng không, bạn cho nó khác không là có vấn đề đấy.
À, cái chỗ này còn vấn đề gì bạn thử cho nó khác không là bạn ghi rồi bạn kiểm chứng. Mình cũng có giải thích rồi trong cái video hướng dẫn cái thước đó các bạn. Ở đây mình không có nói nữa, nó dài dòng. 0.7 cho nó hẹp lại. Apply. Low. Chọn lại chỗ này là test dim. Màu test bạn chọn ở đây. Test fill color không cần. 2.5 là chiều cao của chữ số in ra trên giấy. Đối với mình A3 2.5 phù hợp. Rồi mọi thứ mặc định. Tab fit tích chọn vào ô quê. Rồi, cái chỗ này mình tích chọn vào là annotated. Annotate. Rồi, tiếp tục bạn qua bên đây primary unit, bạn nhớ nha, trong thẻ fit phải nhớ tích chọn vào đây. Để mình xài cái dim annotate cho nó gọn. Bạn trở lại cái primary unit. Đây là cái đơn vị hệ thập phân, đúng rồi. Nó đang lấy hai số lẻ thì bây giờ mình chuyển sang milli rồi thì mình bỏ hết số lẻ đi. Refit không có, mình không có nhập gì hết. Cao factor vẫn là số 1. Tại vì mình vẽ theo tỷ lệ 1:1, dài bao nhiêu vẽ bấy nhiêu, không có tính toán. Không có keo hình keo gì hết. Thì bạn nhập lên số 1. Rồi sau đó bằng ok. Như vậy là mình đã định dạng xong phần kích thước. Load, saccharin nó lên. Load. Bây giờ tới phần định dạng test. Bạn gõ vào test để bằng ghi chú chữ đây nè. Thì ở đây mình ghi tượng trưng và chữ nha. Tức là test thì gồm có hai dạng, test dim và test tiêu đề. D enter, xin lỗi, st enter. New, chọn standard nè. New, đặt tên là test ghi chú. Mình làm từ đầu, từ cái mô hình từ đầu đến cuối gộp tất cả cho các bạn xem đó. Ok. Test ghi chú thì chiều cao ở đây bạn nhập thẳng vào đây là cái chiều cao lúc bạn in ra trên giấy, bạn xài cái chức năng là annotate nè. Rồi chiều cao trên giấy bạn cho là 2.5 ly, bạn nhập vào đây A3 lấy 2.5 ly. Push factor để 0.7. 0.7 đến 0.8 đó, bạn lấy giá trị nào cũng được. Giá trị càng lớn thì cái này nó sẽ rộng ra chứ cái chữ á. Cái phông của mình bình thường, test ghi chú thì bình thường thôi. Rồi saccharin nó lên. Yes, cho nó saccharin lên để cho các bạn sử dụng. Tiếp theo, tạo thêm kiểu nữa. Bạn chọn từ test ghi chú nè. New. Chú ý test dim là test thường, không phải annotate nha. Đây là test. Tiêu đề. Tiêu đề. Tên của bản vẽ đó. Ok. Rồi, tích chọn vào annotate. Tiêu đề thì lớn hơn. Ta lấy 3.5 ly. 0.7 vẫn như vậy. Apply. Mình để mặc định audio. Bạn có thể đổi lại phông mà bạn mong muốn. Low. Rồi. Dim test đã định dạng xong rồi, bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình ghi chú chữ là cái mô hình này ra làm sao nha. Thứ nhất là phần mình ghi chú phần chữ và kích thước. Mà muốn ghi chú chữ và kích thước các bạn phải biết tỷ lệ của bản vẽ này trên tờ giấy A3. Mình làm tỷ lệ trước luôn, mình làm tỷ lệ trước. Sau đó mình quay là mình biết tỷ lệ bao nhiêu rồi, bắt đầu mình mới tiến hành mình ghi chú dim test thì nó khá dễ dàng. Tại cái khoảng này còn ghi chữ và ghi kích thước nữa cho nên mình mới cho nó thưa ra chút xíu nè. Nguyên cái đám này mình sẽ cho vào trong một khung giấy thôi. Rồi mình mở cái file khung bản vẽ lên. Cái file khung này mình đã chia sẻ ở trên cái trang thân lê lockbox.com. Các bạn vào bằng tải, có nhiều bạn vào trang này không được là do mạng nha. Các bạn đổi lại mạng khác, bạn cài đặt lại mạng là bạn vô được thôi. Chứ cái trang lock của mình vẫn hoạt động bình thường. Nên mình mở cái khung tên mẫu. Rồi mình lấy khung A3, cái khung này mình có chia sẻ cho các bạn rồi. Ctrl C. Khung này đúng với thước 1:1 các bạn, khung A3 tỷ lệ 1:1. Rồi mình chuyển sang cái mô hình mình đang làm. Thì ở đây định tỷ lệ thì các bạn cứ định tỷ lệ tại không gian layout đi. Rồi, layout cho nó gọn. Sang layout. Mình xóa bỏ khung nhìn hiện hữu này đi. Cái chuột phải vào đây, Base Setup nó, mình đang là khổ giấy A3 thì bằng Base Setup Manager của nó phải là khổ giấy A3. New. Đặt tên giấy A3. Rồi ok. Nó hiện ra cái bảng chỗ này thì mặc định mình gán cho nó tên máy in ở đây là dkg2pdf.pc3 để cho nó xuất ra file PDF. Mình lấy cái khổ, nó cái khổ giấy A3 này mặc định nó có luôn là ISO Folix A3 420x297, đúng rồi nè, khổ giấy A3 ngang. ISO Folix là phóng đầy tờ giấy đó. Không gian nó đầy tờ giấy ra luôn. Layout, chỗ này bạn chọn là width không cần, chưa đụng tới cái này. Rồi mọi thứ này là bạn cứ mặc định. Rồi bạn ok đi. Rồi bạn chọn khổ giấy A3 mới tạo. Saccharin á. Rồi bạn thấy
cái miền màu trắng bây giờ nó đúng là màu giấy A3. Các bạn có thể đổi cái nền này qua màu đen bằng cách vào Tool, Option, tìm đến cái tab Display, Color. Thì cái nền đen á, thì tất cả những cái màu mà nằm trên nền đen bạn thấy rõ hơn là nền trắng. Chẳng hạn như màu vàng, màu xanh lá mà nằm trên cái nền trắng thì thua rồi, bạn thấy rất là mờ. Sau đó bạn nhấn Ctrl V, bạn dán cái khung giấy A3 vào. Thì làm sao để cho nó nằm ngay cho cái vị trí này, bạn gõ vào là 0,0 là nó sẽ đặt ngay vị trí này luôn. Thì mục đích của mình Basic Manager để làm gì? Để các bạn có thể xuất hàng loạt bản vẽ. Trong tình huống này mình có hai khung layout thôi. Rồi một còn một khung bản vẽ nữa. Bạn chỉ việc kích chuột phải vào đây, chọn Move a copy, rồi tích chọn vào đây nè, Create a copy. Ok. Rồi cái bản copy của bạn kéo ra làm sao? Bạn có thể trượt ở vị trí nó nè, bạn có thể kéo vị trí được nè. Bạn sắp xếp lại được nha. Nè, bạn nhấn giữ đây nè. Rồi bạn di chuyển nó qua. Rồi bạn nhả chuột ra thì nó sẽ nhả ra. Ok. Cái chuột phải rename nó lại. Bạn có thể rename lại nè. Cái này là hình không gian. Đây hình chiếu không gian á. Rồi cái hình đầu tiên là hình chiếu thẳng góc. Rename hình chiếu thẳng góc. Gọi là hình chiếu vuông góc á. Rồi trong cái hình chiếu thẳng góc này, bây giờ mình nhập lệnh MV. Nếu các bạn trên màn hình chưa có thanh công cụ mà viewport, bạn kích chuột phải vào trí có biểu tượng bất kỳ trên màn hình, tìm đến viewport. Đây viewport đây, lấy nó ra. Thanh công cụ viewport ở thanh này, định vị nó vào chỗ trống trên màn hình. Tiếp theo, để cho nó lên trên chút xíu cho đỡ chiếm màn hình. Thanh này phải nằm ngang, không nằm thẳng đứng được. Tại vì nó có cái ô nhập liệu, những thanh có ô nhập liệu phải nằm ngang. Rồi, tiếp theo bây giờ mình nhập lệnh MV, biểu tượng nằm đây. Mình đang ở hình chiếu thẳng góc MV nè. Mình đang làm tỷ lệ, mình đang hướng dẫn các bạn dàn trang định tỷ lệ cho cái mô hình 3D mình đã vẽ xong. Mình xuất ra hình chiếu thẳng góc và dành cho nó vào trong khung giấy A3 tại không gian layout. Bản vẽ nó có một tỷ lệ thôi, thì bạn cứ bắt hết ra ngoài khung luôn. Nhấp đôi chuột trái vào trong khung nhìn. Bạn nhập lệnh Z, Enter, rồi bạn zoom nó lên nè. Rồi, bạn phải chừa chỗ để bạn còn ghi chữ nữa. Ghi chữ tại không gian, model luôn. Chữ tên, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt gì đó, bạn còn chỗ ghi chữ, ghi chú nữa. Rồi, bây giờ bạn mới ra khỏi khung nhìn, nhấp đôi chuột trái. Thì con trỏ sẽ ra ngoài khỏi khung nhìn. Dò tỷ lệ bằng cách bạn chọn khung nhìn. Dò tỷ lệ vào đây. Gõ đại 1, xẹt 10 xem sao. 1 phần 10 nó vào không hết. 1 xẹt 100 xem sao. 1% thì mình thấy nó ok, được rồi đó, được 1% vừa, chấp nhận 1/100, cái mô hình này là 1/100 là đẹp. Tiếp theo tới hình chiếu không gian. Hình không gian thì không cần tỷ lệ, lý do khi các bạn chiếu trong không gian thì kích thước nó không có đúng kích thước thật, tuy nhiên nhìn thì nó tỷ lệ về với cái tầm nhìn của các bạn thì nó tỷ lệ với nhau đó, nhưng kích thước này nó không có kích thước thật cho nên các bạn không cần tỷ lệ trong tình huống này. Bạn chỉ cần zoom to ra thấy rõ là được nha, tình huống này thì không cần tỷ lệ. Rồi ra ngoài nhấp đôi chuột trái, nhấp đai đôi chuột trái hết. Đây, thằng Lê làm lại nè. Nhập lệnh MV, biểu tượng nằm đây. Bắt chéo cái khung bằng khung tên á. Đưa trỏ vào trong, nhấp đôi chuột trái để vô trong. Nhập lệnh Z, Enter. Rồi bạn zoom hai cái hình không gian này lên. Rồi, đổi cái hình này, rồi bạn canh nhấn giữ bánh xe, bạn đưa con vẽ lên chút xíu. BS, Enter để trỏ ra, hoặc là đưa ra ngoài nhấp đôi chuột trái, cái nào cũng được. Thì bản vẽ này đã xong rồi thì bạn chọn nó. Bạn gõ BR Enter là Property, Control 1 hoặc là Modify Property cũng được. Bạn tìm Display Lock, chọn là Z để khóa khung nhìn này lại. Đó là cái việc bạn cần làm để cho nó tránh nó thay đổi nữa. Xong mình đã giải quyết xong cái khung này. Các bạn tới cái hình chiếu thẳng góc nha. Mình đã định tỷ lệ cho nó 1/100 rồi. Cái khung này các bạn chưa khóa, bạn cũng khóa lại nè. Và bạn cho nó vào trong cái layer tên là Depth Point để cho CAD nó không có in ra. BR, Enter, tìm đến Display Lock, chọn Z để khóa khung nhìn. Rồi, lâu lại. Bạn có thể tắt cái lớp Depth Point đi cũng được, hoặc bạn để cũng không ảnh hưởng gì. Lý do là những cái đối tượng nào nằm trong cái layer này thì CAD sẽ bỏ qua, không in nha. Bạn có thể tắt đi cũng được, không sao hết. Rồi, mình tắt đi. Sau đó khi mà bạn định tỷ lệ xong, bạn biết cái bản vẽ này tỷ lệ 1/100 rồi, thì các bạn ghi dim test nó mới chính xác được. Thì chưa nào, chứ bạn chưa biết tỷ lệ làm sao bạn ghi dim test nó chính xác được. Bạn án chừng thì nó lại sai, bạn án chừng thì nó tương đối so với mắt. Chiều cao lúc in trên giấy bạn không kiểm soát được. Rồi bạn qua lên model nha.
Giờ mình tiến hành ghi chú cái thước lên nè. Cái thước mình đã định dạng rồi. Bây giờ mình ghi, mình không có ghi hết, mình ghi tượng trưng vài cái thước cho các bạn thấy thôi. Mình biết cái hình này tỷ lệ 1 phần 100 rồi, thì bạn chọn chỗ này là 1 phần 100 trước khi ghi cái thước. Tỷ lệ nào không có thì bạn vào trong custom bằng thêm, cách thêm như sau. Bạn click add, nhập vào đây 1 phần 100 hay 1 phần 200 gì đó. 1 trên giấy, thực tế bao nhiêu nhập vào đây, giả sử 50 bên ngoài gõ thì 50 vô đây. Đó, tuy nhiên mình có rồi, mình không có tạo, 1 phần 100 có sẵn ở đây nè. Rồi, bạn click vào, ok. Như vậy thì 1 phần 100 nó đang hiện diện ở đây. Đây bạn chọn là 1 phần 100 nè. Rồi, 1% đang hiện diện ở đây. Và cái này phải đăng bật nha, cái biểu tượng đầu tiên đó các bạn. Biểu tượng đầu tiên đăng bật thì khi bạn ghi ra nó mới hiển thị ra hết cho các bạn thấy tất cả những cái ghi chú. Enter tiếp. D, L, I là ghi thẳng gốc. Ở đây mình ghi tượng trưng vài cái thước thôi nha các bạn, mình không có ghi hết. Các bạn hiểu chỉ cách làm thôi. Đó, bạn thấy chưa, nó rất là chuẩn không? Và hồi nãy mình có thiết lập cái chân liêm này dài đúng bằng 400. Nhưng mà ở đây tại sao nó lại chưa tác động tới? Đây là do cái này. Enter, kiểm tra lại kích thước nè, modify thẻ line, tab line, fixed line rồi. Ở đây mình nhập là 400, ok. Đây mình kiểm tra lại, 400 đây dài quá các bạn, cái mô hình này mình chưa có keo lên. Để coi, để kiểm tra lại này có vấn đề gì không. Dim là phát bằng 1, đúng rồi. Ba ngàn 136, mình vẽ thử cái line có bị ảnh hưởng cái thước không. 3136, enter, đúng với thước thật rồi. Tuy nhiên cái chân dim mình gán chưa thành công. D, enter nè, modify, mình kiểm tra lại. Đang là 400 mm, ok, low. Bạn nhập cái biến dim fxl, enter, đang 400 đúng rồi. Dim scale, kiểm tra dim scale bằng 1 đúng rồi. Dim fxl on, đang on đúng rồi. Rồi mình ghi ra sao 400 nó lại dài quá. Cái chân dim này nó chưa có tác dụng. Rồi, thằng Lê phát hiện ra vấn đề nằm chỗ này. Mình nhầm chút xíu. Tức là mình nói lại cái định dạng dim của mình á. Hồi nãy mình muốn nói là mình cố giúp các bạn cố định chiều dài chân dim là 200 mm, 300 mm, nhưng với điều kiện là khi các bạn xài dim thường. Còn ở đây cái dim của mình á là dim annotate. Annotative, do nãy mình đã thích chọn ở đây, mình đã quên chuyện đó. Cái dim của mình là dim annotative. Cho nên bạn muốn cái chiều dài của cái chân dim lúc này, bạn nhập đúng cái giá trị thật hiển thị trên giấy. Chú ý, tại vì nó lấy giá trị thật hiển thị trên giấy, nó nhân cho tỷ lệ ở đây, được chưa các bạn? Cái con số mà bạn nhập vào trong online chỗ này chính là cái giá trị thật trên giấy. Hồi nãy mình cho 400, nó lấy 400, nó nhân cho 100 thì nó ra con số rất là lớn, đúng không nào? Nó ra số rất là lớn. Thì cho nên mình kéo chân dim ra rất là dài. Bây giờ mình cần bao nhiêu trên giấy thực tế á, thì mình muốn chân dim trên giấy tờ giấy A3 thì mình cho nó cỡ chừng 10 ly được rồi. 10 ly. Rồi ok. Đó, thì nó sẽ ok. Rồi, giờ bạn ghi cái thước lại nha. Chú ý khi ghi thước annotate thì phải chọn đúng cái lệ ở đây trước khi ghi. Rồi các bạn ghi vô nè. Bạn thấy chưa? Bây giờ cho dù bạn rê tới đâu chẳng nữa, cái chân dim của các bạn nó cũng nhiêu đây thôi, nó không dài hơn được nữa. Là bạn kiểm tra là cái chân dim nè. Chân dim này chắc chắn là sẽ dài 10 ly. Đây bạn thấy chưa? 10 ly trên tờ giấy A3 đó. Cái này bạn phải chia ra tỷ lệ đó lại, tỷ lệ 1%. 1% 10 nhân trên 100 ra 1000, đúng rồi. Nãy mình quên là cái chuyện tỷ lệ chiều dài chân dim ở đây trên giấy á, thì nó bằng tỷ lệ chiều dài trên giấy, nó bằng cái tỷ lệ ở đây nè,
ông chia cho chiều dài thực ở đây thì nó ra chiều dài thực đây chia tỷ lệ thì nó ra chiều dài trên giấy thì cho nào. Cho nên bạn tìm được cái chiều dài trên giấy rồi thì bạn cứ nhập thẳng vào trong cái định dạng đêm thì nó ra được chưa các bạn. Thực tế đây 1000 nhưng mà trên tờ giấy A3 bạn đo được nó chỉ có 10 ly thôi. Đây do tỷ lệ bạn vẽ à không hiện ra do mình đang tắt cái này bạn lên. Đây bây giờ nếu mình đo cái khoảng cách này cái thức thật của nó đó, thì nó có 10 thôi các bạn. Đây nha, từ đây nè. Từ đây qua đây sẽ là 10 nè, 10. Đó bạn thấy bằng nhập cho 10 sẽ đi đúng bằng cái khoảng cách này không? Rồi, nó là như vậy. Rồi tiếp cứ thế các bạn ghi. DLI. Đây mình cứ ghi cho xong thì thôi nha. Ở đây mình ghi tượng trưng vài cái thước mình không có ghi hết. Đó, để cho các bạn biết kiểu cách ghi thước. Đây mình cứ ghi ra. Mình cứ ghi cái thước trên đây. Đó, ở đây mình cũng ghi hai cái thước ngang dọc thôi. Cho dù bạn rê tới đâu chăng nữa cái chân niêm của các bạn nó cũng dài có 10 ly thôi. 10 ly trên tờ giấy. Còn thực tế ở đây là nó hiện ra 1000 lý do phải nhân thêm tỷ lệ. Rồi tương tự cho hình này cũng vậy thôi các bạn, mình cứ ghi ra ha. Mình cứ ghi ra. Giờ tới phần ghi chữ. Giờ ghi chữ lên trên đây. Mình ghi chú. Đầu tiên thì có chữ ghi chú và chữ tiêu đề. Chữ ghi chú là cái chữ mà các bạn ghi chú bên trong đây nè. Giờ, bây giờ mình cần ghi chỗ này chẳng hạn như nắp bồn chẳng hạn. Chữ nắp bồn dùng lệnh LE. LE Enter thì khi đó các bạn dùng cái test chỗ này. Cái test mà các bạn dùng đó là phải là test ghi chú. Bạn dùng cái test ghi chú cho test ghi chú hiện diện lên. Mình cần ghi thêm một cái chữ ghi chú ở đây. Giả sử lại là bồn. À, 10 khối chẳng hạn thì DT nè hoặc là MT gì cũng được, bạn có thể dùng một trong hai kiểu test để các bạn ghi, chọn điểm xuất phát rồi có hỏi có quay không, Enter không có quay thì bạn gõ nội dung vào thôi. Rồi bồn 10 khối bạn ra cái mét khối á, mà trong khi bạn nhập cái test DT bạn nhập là U sẹt đây nè, sẹt U cộng dấu sẹt quyền á, sẹt U cộng 00B3, sẹt U cộng 00B và con số 3 đây nó không ra. Rồi xong, dấu sẹt qua bên phải, sẽ qua bên phải mới đúng, sẽ qua trái nó không có ra nha. Mua qua đây. Đó. Rồi những cái chữ chỗ khác á, chú ý chữ cũng phải theo tỷ lệ ở đây. Rồi bạn copy ra. Rồi bạn copy ra thôi. Chỉ ghi một lần thôi, sau đó bạn copy ra rồi bạn sửa lại nội dung phần ghi chú này chứ bạn đừng có DT hoài, đừng có dùng lệnh MT hoài, một lần thôi nha. Bạn copy ra. Rồi đó là phần test. Tất nhiên là các bạn để ý laser ở đây nha, bạn cho laser test rồi hiện lên, rồi bạn lấy laser dim hiện lên, bạn cho hai laser đàng hoàng. Đây, nãy mình quên nói chuyện này cho các bạn nữa. Tích vô new nè, dim phải có laser dim, rồi phải có laser test. Trước khi ghi dim thì cho dim hiện lên, trước khi test cho test hiện lên. Thì cho các bạn hiện tại anh đang để hỗn độn trong laser không đó, rồi bạn chú ý cho đó. Trước khi ghi dim thì bạn cho dim cái thứ hiện lên nè. Ghi test thì cho cái thước cho test hiện lên nè. Rồi bạn ghi test thì test sẽ nằm trong cái laser đó. Giờ mình tới ghi cái phần chữ tiêu đề bên dưới. Thì bạn chọn là chữ tiêu đề ở đây. Rồi mình cũng dùng test DT mình ghi chẳng hạn. DT Enter. Chọn điểm xuất phát. Rồi không, không có quay. Rồi bạn gõ nội dung vào thôi. Đây là mặt đứng. Mặt đứng. Ở bên bên phải. Đứng bên phải ha. Right view. Đây mình gõ không có dấu. Chú ý tên tiêu đề phải là chữ in đậm. Lúc định dạng test này nè, mà phải in đậm lên. Vô đây mình quên in đậm thì vô đây chỉnh lại tiêu đề. Chỗ này phải chọn là bold và gạch dưới. Bold và gạch dưới nữa. Underline. Bạn chọn là underline. Ra ngoài là mình underline. Outline nè. Low nè. Rồi bạn phải underline nó. Nhấp đôi vô nè. Nhập vào phần trăm U đối với test DT. Cũng ghi một chữ, rồi bạn copy ra. Đừng có ghi hết toàn bộ văn vẽ, cực lắm. Rồi nó lấn vào dim thì mô xây xuống.
là bạn sửa lại nội dung. Đây là mặt bằng plan top view đó các bạn, là mình gõ con dấu nha. Rồi mặt bằng cái mô hình đó, bằng của mô hình, mặt này mặt đứng mô hình, mặt đứng mô hình. Còn này là cái này mặt đứng chính. Rồi cái này là mặt đứng bên phải, bên trái, mặt đứng trái, left view. Còn đây là mặt bằng của mô hình, là top view, là trên nhìn xuống mặt bằng đó. Bạn thấy mình ghi chữ tiêu đề chưa? Rồi bạn cứ ghi nội dung ra rồi canh chữ, chú ý điền tag ghi cho đầy đủ vô. Thì cái quan trọng trong cái video này là các bạn chú ý phần định dạng điềm, định dạng tag, cách dàn trang, định tỷ lệ. Còn kiểu cách ghi mình đã chia sẻ rất nhiều rồi, ở đây mình chỉ làm tượng trưng, mình không có làm chi tiết. Cái phần ghi cái thước này mình chia sẻ nhiều rồi, ở đây mình đang làm một cái mình tổng hợp lại, mình làm thử một cái mô hình rồi mình chiếu xuất ra, là ghi dấu kích thước, định dạng điềm tag, để cho nó vào khung định tỷ lệ ra làm sao luôn cho các bạn coi từ đầu. Đối với hình này thì các bạn không cần ghi thước, không cần ghi chú gì lên đây, nếu cần bạn ghi chú thôi, còn không cần. Cái hình này không có cần tỷ lệ, quan trọng hình này nè, hình này để cho người ta xem thực tế trong không gian thế thôi. Rồi giờ mình sang bên đây mình kiểm tra. Thì khi mà bạn làm bài bản như vậy, cái chiều xa cao của chữ số này nè, lúc bạn in ra trên tờ giấy đúng bằng 2.5 ly, cái chữ này đúng bằng 2.5 ly, cái chữ này đúng bằng 3.5 ly, do nãy mình định dạng mình chọn 3.5. Và hình này in ra tờ giấy A3 đúng tỷ lệ 1/100, không sai ly nào. Đó là cái kiểu cách làm. Bây giờ làm sao để mình xuất ra file PDF luôn, vậy các bạn luôn nè. Ctrl B, ở nhà các bạn không có máy in cỡ lớn thì bạn cứ xuất ra PDF ra dịch ra ngoài dịch vụ các bạn in. Bạn chọn tên máy này luôn, nó đang mặc định rồi. Rồi các bạn click vô chỗ này, chọn Windows. Bạn bắt chéo cái góc bản vẽ này nè. Rồi, bạn chọn, đừng có chọn fit nha, bạn in đúng tỷ lệ được. Tất nhiên chỗ này không chọn fit, mà bạn chọn tỷ lệ cho bạn chọn cái này là 1:1. Bạn chọn cái này là 1:1. Cái khung giấy của mình đang tỷ lệ 1:1 mà. Mình đang chọn A3 nữa thì nó in đúng khổ giấy A3 thôi. Rồi tiếp theo, chọn center the lot cho hình nằm chính giữa tờ giấy, lên ghép đúng rồi. Set change the layout để cho nó nhớ lại lần sau. Nếu các bạn chưa có, bạn có thể vào bạn chọn new nè, hoặc là bạn lấy cái file ICAS.CTP mặc định để bạn định nét luôn cũng được. Rồi vào đây. Rồi chọn đẹp để trỏ ngày đầu tiên, để giữ phím Shift và phím End để cho nó chọn từ đầu đến cuối. Hoặc là để trỏ ngay màu đầu, bạn để bạn chọn rõ ngay cái màu đầu là bạn lít chuột trái vô một cái. Sau đó bạn kéo rõ xuống tới cái màu cuối cùng, nhấn giữ phím Shift, lít vào Color 255 là chọn từ đầu đến cuối. Gán cho nó cái màu đen, đây là màu mực in. Bạn để ý cái chỗ Green In là mờ nhạt, độ mờ nhạt của mực in. Đây là mình đang in 100%. Lay quay, đối với A3 chung đều, bạn chọn chung đều ở đây, A3 bạn chọn chung đều 0.15 đến 0.18. Ở đây chung đều đối với A3 mình lấy 0.18. Rồi, giờ nếu không nói gì, tất cả những màu in lấy màu đen in hết, in trên 100% và in 0.18, bây giờ chỉ có một số màu mình in đậm thôi. Chẳng hạn cái màu trắng là cái nét chính của mình nè. Do cái nền này trắng hay nó là color 7, mình thấy nó đen, nó là màu trắng trên bản vẽ đó. Color 7 chính là white đó. Mà vẫn lấy màu đen in, nhưng mà in tối đa màu đen luôn, đúng rồi. Rồi, in đậm lên. Thì cái nét chính in 0.5 ly, ví dụ như thế. Còn kích thước là màu xanh lá nè, mình muốn in nhạt hơn chút xíu, mình cho nó in chừng 0.1, với A3 bạn chọn 0.1 là thấy rõ rồi. Rồi còn lại các bạn cứ mặc định. Cái đường viền của khung tên này là màu số 20. Màu số 20 thì in đậm lên, chọn màu 20 nè, cho nó in 0.6 ly chẳng hạn. Cứ thế các bạn định. Định xong, Save and Load. Bạn click vào Review xem trước trang in. Đây bạn thấy lý tưởng chưa? Bạn thấy cái nét này nó in 0.6 ly nè. Rồi còn cái bồ bạn thấy nè, cái nét chính in là mình chọn là 0.5, còn cái nét này là in 0.1 nè, mình chỉnh là 0.1 nè, các bạn thấy chưa? Cái nét này in đậm, còn cái nét kích thước phải in nhạt, nhìn mới đẹp. Nhiều bạn không biết in định dạng kích thước in rất là đậm, đậm to bằng nét này luôn, nhìn không có phân biệt được đâu là nét của thiết bị đâu là nét kích thước, nó rất là rối, nhìn nó không có đẹp. Các bạn chú ý khi in nha, định nét kích thước nhạt thôi, cho nên khi vẽ kích thước các bạn phải lấy cái màu khác thôi, cái màu đối tượng thì in bằng mới điều khiển được. Còn nếu mà các bạn không định nét theo màu thì các bạn phải định trong layer, bạn chọn cái độ đậm trong layer, bạn in theo layer cũng được nha. Rồi ở đây mình đang chỉ các bạn một cái cách xài cho nó dễ dàng thôi. Rồi ưng ý rồi, bằng kích chuột phải bằng load cái là được. Thì nó xuất ra cái file PDF, thì nó hỏi các bạn cái vị trí để các bạn lưu file PDF này. Rồi bạn đặt cho nó cái tên là sale, rồi bạn chép nó vào trong cái USB, bạn đem ra dịch vụ bạn in, hoặc bạn gửi mail cho khách.
của các bạn thì cái file PDF này điện thoại cũng mở được hay là bất kỳ một cái máy tính nào cũng có chương trình để xem cái file này cả. Rồi Thắng Lê cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này ha. Khi xem cái video này thì có những gì thắc mắc các bạn cứ vui lòng comment hỏi ngay bên dưới. Thắng Lê sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc cho các bạn. Các bạn hạn chế hỏi Thắng Lê trong Zalo, tại vì trong Zalo các bạn chỉ có nhu cầu học kèm trực tiếp với Thắng Lê các bạn liên hệ qua Zalo thôi. Còn bình thường các bạn cứ hỏi bên dưới một bình luận á, để chi để mình trả lời cho các bạn qua thông qua những câu hỏi đó. Những câu trả lời của mình, câu hỏi của các bạn cũng chính là những thắc mắc của các bạn luôn, nên mình chia sẻ cho cộng đồng luôn là như vậy. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ khác nha. Cảm ơn các bạn.